Anh em có nhu cầu mua league dép giá rẻ uy tín, hãy truy cập ngay shop league rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Ok, thì clip ngày hôm nay mình sẽ làm kỷ niệm cho bạn có tên là Chu Bảo Lộc nhá. Thì bạn Lộc này hôm nay thực chất là sinh nhật của bạn Lộc. Thì bạn Lộc bạn ấy có bình luận ở trên cái kênh YouTube của mình. Thì nghe nói là bạn Lộc bạn ấy bảo là bạn ấy mồ côi cha mẹ từ rất là bé. Đó. Thì không sao Lộc ạ. Hôm nay sinh nhật của Lộc thì mình cũng chúc Lộc là thêm một tuổi mới gặp nhiều may mắn. Đấy. Và luôn lạc quan vui vẻ trong cuộc sống nhá. Cuộc sống thì mình có rất là nhiều những cái điều may mắn nó đang chờ đợi mình. Có rất nhiều niềm vui. Đó, mặc dù mình biết là bạn có những cái chuyện buồn, có những cái mà thật sự là mình cũng rất là đồng cảm với Lộc. Nhưng mà dẫu sao thì mình cũng chỉ gọi là nhắn nhủ đến Lộc là Lộc hãy cố gắng tích cực. Đấy, tích cực trong cuộc sống là cái nhất, cái hai là luôn phấn đấu, luôn vui tươi. Ok. Hôm nay mình sẽ làm kỷ niệm cho Lộc một cái clip bắn khẩu R93T2 theo như yêu cầu của Lộc nha mọi người. Let's go thôi, let's go thôi. Lâu lắm mà mình không động vào mấy cái em hàng mà gọi là báu vật GB đấy. Con này là một con súng được sở hữu ở trong cái cửa hàng báu vật GB anh em ạ. Bắn cũng khá là phê đấy, không đùa đâu anh em. Con này mỗi tội là nó hơi bị ít đạn một chút. Đấy. Con này thì anh em kiểu nó có 4 viên đạn ấy. Con này nó có 4 viên đạn mà delay cũng khá là nhanh. Nhưng mà có những cái nhược điểm của con súng này đó chính là nó chỉ bắn được ở cự ly tầm gần và tự ly tầm xa anh em ạ. À tầm trung anh em ạ. Còn xa hơn nữa thì nó hơi khó. Tại vì nó có tầm 1 thôi, con này nó không có tầm 2. Mình không thể room tầm 2 lên được. Đấy, cũng khá là khó khăn. Mà kiểu mình hay bắn những cái con súng mà room tầm 2 ấy. Anh em xem clip của mình ấy, rất là nhiều clip mà mình kiểu mình bắn những con súng tầm 2 ấy, hầu như là mình phong cách bắn của mình là hay zoom tầm 2. Thế là bắn cái con này là hay bị hơi bị kiểu chưa quen đấy anh em. Thế nên là mình sẽ cố gắng ở trong clip này nhá. Mong là mọi người ủng hộ cũng như là mọi người chúc mừng sinh nhật Lộc nha. Anh em chúc mừng sinh nhật Lộc nào. Con này cái nhược điểm là như vậy rồi. Cái nhược điểm thứ hai mình nói về cái con R93T2 này, nó không đục được thùng anh em ạ. Với lại khá là ít đạn. 4 viên đạn thì bắn hơi nhanh. Mấy cái thằng này nó thủ nhà ghê thì trời. Lấy giờ mình mãi thuyết trình ấy mà mình cứ lao lên xong là nó thủ ở nhà nó bắn chết ạ. Mà team mình kiến đông thế mà team mình nó thoát hết. Làm gì mà thoát hết thì anh em. Vừa mới vào mà. Bọn này nó vào đông rồi đấy. Khả năng là tập trung bắn nha mọi người ơi. Tập trung bắn nha. Team kia khá mạnh đấy. Là còn bên kia nó mạnh còn hơn người nữa chứ. Khá là ố dè luôn. Hôm nay mình lắp khoảng độ 6 cây VIP vào mới được tăng một chút đạn lên. Chứ 4 viên đạn là bắn cũng kiểu mình bắn nó không tự tin đấy mọi người. Bắn 4 viên đạn nó không tự tin. Thành ra là lắp nó full đạn xíu. Nước B một thằng này. Bỏ nước B luôn anh em ạ. Ôi, vẫn còn treo nhà mới ghê chứ. Mình xin chứ mình không cướp. Chai vô lên hết đây. Cần hết. Ây. Ai chà. Ra đâu. Quá nhẹ nhàng về tình cảm anh em ạ. Thằng này đâu nhở. Ui, bắn 2 viên kìa. Mép người luôn ấy chứ. Quá dữ dằn. Ủa 2-4 rồi. Team tôi hình như có vẻ là không bắn gì vậy. Sao vào game lần nào cũng thế à. Lần nào y chang như nhau. Cứ một mình chơi game à. Không chết kìa. Đùa à. Toàn bắn vào chân mới toàn bắn vào đùi không à. Chết tôi rồi. B có đấy, nó đang lên đấy. Ồ, hay quá nhở.
Căng rồi anh em. Đi ra người anh em. Đi gì mà cứ chen chúc nhau thế nhở? Đã Tết đâu mà sao chen chúc nhau thế? Một tháng nữa cơ mà. Tháng nữa mới đến Tết anh em ạ. Không biết là anh em cuối năm mà anh em thu xếp được những gì rồi. Mình thì đang cố gắng gọi là cày lốt cái danh để cho khách, để cho sang năm mới cho nó rực rỡ. Đang cố cày lốt danh này. Bởi hôm nay mải cày danh quá nên là hôm qua không ra được clip cho mọi người đấy. Hôm nay đang hôm nay đáng lý ra là cũng gọi là lười lười ấy. Nhưng mà thôi cố gắng, tại vì là mình nhớ đến cái ngày sinh nhật của bạn Lộc này, thế nên là mình phải cố gắng mình làm. Mặc dù hiện tại bây giờ mình đang rất là mệt anh em ạ. Mình đang rất là mệt, nhưng mà đã nhận lời là phải làm. Đấy. Có thể là anh em nhờ làm clip cho mình nhận lời, nhưng mà mình từ từ mình làm thì anh em cũng không có trách. Nhưng mà ngày sinh nhật thì nó chỉ có một thôi anh em ạ, nên là phải đúng ngày. Này định tính là tầm này là cũng lên giường là đã thêm một giấc rồi đấy. Nghe tiếng súng cầu A anh em ạ. Hai này thủ cầu A đúng không? Còn thằng nữa. Ui xưa, bắn hay thế nhở. Cầu A. Hôm nay cầm luôn Furigot đi chơi luôn anh em ạ. Cầm luôn cái lick Furigot này đi làm clip kỷ niệm cho bạn Lộc luôn. Tại vì bạn Lộc bạn không có lick, bạn không gửi lick cho mình. Là lấy luôn cái lick này đi luôn. Thằng này không biết. Bài nó chưa chả biết thằng này đi đâu. Ê hành lang này. Quên đi, đừng nói là để nó clear nữa nha. Quên đi, GR mà thủ không được sang BL là chịu đấy. Sang BL khó bắn lắm. B rồi sao? Ấy bom B. Ấy bom B mà. Đấy là quýt B chạy về chỉ bom B đúng rồi, bom B này. Ui hay quá, tưởng đâu ông ấy lại không bắn được nữa toàn. 4 năm à? Càng quá nhờ. Ui dạo này mình đi kiểu đi danh top 100 ấy. Kiểu mẹ ghép trận lâu quá ấy. Có hôm tìm 1 tiếng rưỡi không được một trận nào anh em ạ. Tìm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng không được một trận nào. Nên là đợt này phải tranh thủ toàn có kiểu on buổi sáng ấy. Kiểu on buổi sáng xong rồi kiểu đi danh buổi sáng ấy cho nó dễ tìm trận ấy. Đi danh buổi sáng buổi trưa ấy. Nhưng mà nó cũng khá là hên xui anh em ạ. Tại vì là danh này mùa này nó không cho ghép cùng với lại những anh em danh thấp. Nó chỉ cho gặp top 100 thôi. Đấy. Hoặc là top 100 mới cùng lắm mà gặp những ông khoảng độ 4-500 ngọc. Không lên top 100 mấy ông đang gọi là đang ở dưới top 100 mà 4-500 ngọc thì mới gặp thôi. Chứ còn không gặp được những cái danh thấp anh em ạ. Vùi bắn cảm giác vào phòng nó căng quá ấy. Vào phòng hầu như toàn thằng top 100 thôi, có khi cái hôm mình đi ấy thì toàn top 1, top 2, top 3 không à. Sợ vãi. Mà bắn như thế đâu phải là lỗi đâu. Bắn như thế đâu phải là lúc nào mới win đâu. Bắn cứ một trận thắng một trận thua kiểu nó thay đổi hai team liên tục ấy. Bắn căng thật. Công nhận là cái mùa danh này mình thấy nó bắn căng. Căng hơn mấy cái mùa danh trước nhiều. Có cái đợt đầu mùa lên ngọc thì cảm giác là nó cũng còn dễ anh em ạ. Cái đợt đầu mùa này này để lên ngọc chắc là cảm giác là mấy trăm ngọc thì lên nó có cảm giác nó nhẹ nhàng. Nó lên đến cao rồi gặp toàn tay to, xong đã thế lại còn tìm trận lâu nữa, thành ra lên ngọc cao lâu ấy. Mấy ngày hôm nay bắn có khi là bắn cả ngày, may chăng lãi được mấy ngọc. Đọc có mỗi một lần xong trận là tìm trận là nó rơi khoảng độ tầm 10 cho đến 20 phút một trận là tìm trận đấy. Đọc có tìm trận không ấy, mà chưa gọi là chưa bắn luôn ấy. Đang tính mà cố cày lên top 10 mà không biết có lên được không anh em ạ. Top 1 khả năng hơi khoai. Mùa này top 1 thì được 1.100 rồi, gần 1.200 ngọc rồi. Khả năng hết mùa này thì top 1 mới được top 1 sẽ được khoảng độ tầm 130 cho đến 140 ngọc là căng anh em ạ. Ra đây. Cố mà lúp cho bằng được anh em ạ. Bắn nhau mà lại đi lúp thế trời. Nó biết mình không kiểu cầm cái khẩu này không đục được nó hay sao. Trời ơi, con canh về nhà luôn ạ.
quá dữ dằn. 6 đều. Hai team bắn căng phết nhở, bắn ngang phèo phết đấy. Rao này cố gắng mà gỡ gạt lên được 7 rao thì ngon. Ô hồ điệp. Có cả ô hồ điệp à. Ô hồ điệp này. Ma thằng kia nó cứ giật vô, giật ra, giật vô, giật ra, giật vô. Mày ngồi kê đi. Ui giời ơi. Anh hồ điệp. Vừa gọi ông xong giờ lại gọi anh rồi. Thằng này kỳ thế nhỉ. Anh đây rồi. Tính săn anh đúng không? Có hai thằng chơi game à? Ừ, khả năng có hai thằng chơi game đấy. Ước được một lần bắn chung á. Thế thì ừ, điều ước hôm nay thành hiện thực rồi. Nay gặp rồi này. Chạy đâu ấy. Đó, anh em thấy tôi lên B tôi bắn không? Bắn như cái máy thế này mà anh em không chịu khó ép cùng tôi nhỉ? Đẩy mạnh mẽ lên chứ lại. Hay vậy á. Hay không? Quá dữ dằn luôn. Nói chung là clip sinh nhật thì mình sẽ bắn gọi là cẩn thận. Không bắn ẩu được. Đây là chẳng qua là cái con này lâu rồi không bắn đấy chứ. Ui, không ra đạn kìa. À không ra tâm chứ. Ôi xong luôn. Má sao quả này không ra tâm nhỉ. Quả rõ ràng mình giật đạn mà thế đéo là tâm nó lại đi đâu ấy. Tâm lại không ra luôn ấy. Mình bóp đạn hay là mình bóp nhầm hai chuột ta. Nó thu bố tâm về xong nó bắn. Ảo thế. Mẹ là mình khứng viên đạn đấy. Khá là mình bắn mít tòe loe cái thằng kia luôn. Sợ quá. À chà 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 vẫn súng. Úi dồi ôi em tôi thể hiện này. Chết. Thể hiện này mà lên clip là thì anh em nó cười rồi đấy. Bắn chắc nha anh em. Bắn cẩn thận nha. Chứ là không gánh được đâu đó. Anh em phải bắn cố gắng một chút chứ. Ui dồi chết tôi rồi. Nó canh A đông thế kia. A đông. Thế rồi khả năng. Ui dồi ôi team này thủ hết nhà, treo hết nhà này. Lên bắn đi mọi người. Nay làm clip chúc mừng sinh nhật ông bạn Lộc mà lại anh em lại thế này thì chết tôi rồi. Ôi khả năng xong rồi đấy anh em. Khả năng trận này là toang tôi rồi này. Đây này team vẫn hai ông bắn này. Ông kia thì cũng bắn gọi là à, gọi là có cái gì nhỉ? Gọi là có chút thêm lếm thôi mọi người. Ông ấy bắn 16 chứ 14 là cũng gọi là hơi thêm lếm một chút thôi. Khả năng team này là toang đấy. Úi giời ơi. Ra đây. Ghê thế hả người anh em. Người anh em bắn thế thì chết chưa. Đỡ sao được. Cứ là kề thôi. Nào. Nhô cái đầu lên. Thấy chưa. Anh em thấy tôi bắn chưa. Lên là quất, lên là quất. Quá dữ dằn. Thằng đó không bảy. Thằng đó không bảy là sao? Lên chung vào thôi. Anh em chơi game giải trí mà. Tay cứng thông cảm. Tay cứng, ông này nếu mà khả năng là Hà Nội thì khá là lạnh đấy. Ôi, nước B. Ở Hà Nội bây giờ khá là lạnh. Mọi người ai ở miền Bắc, nó không phải là riêng Hà Nội mà ở miền Bắc này. Bây giờ thời tiết rất là lạnh luôn. Cho nên là anh em ở miền Bắc mà bắn không được thì mọi người cũng thông cảm. Đây mình vào danh đây này. Nhiều lúc vào danh bắn 1514 này, anh em chửi lên tay đi mà thực chất là tay nó lạnh rồi thì kiểu anh em bắn tay hay bắn slip đều lạnh tay đều không bắn được hết. Mỗi lúc là vào bắn danh là phải trên khoảng độ tầm tiếng 2 tiếng đồng hồ trên tay thì bắt đầu nó ấm ấm tay một chút rồi, hoặc là ví dụ như bắn khoảng độ 3-4-5 trận danh chẳng hạn. Nó cũng rơi vào tầm khoảng độ 1 tiếng 2 tiếng gì đó. Bắt đầu tay nó mới ấm ấm gọi là mới có cảm giác. Đây như vậy vừa nãy là anh em xem cái nick này của mình lúc đầu trận đây. Nó hiện lên bạn online được 5 giờ ấy. Vừa đi danh xong vào làm clip luôn ấy. Đi danh vào làm clip luôn thì nó mới mượt mà như này đấy. Chứ không mà vừa vào mà cầm gọi là cầm một khẩu này mà bắn thì thôi ối dề luôn. Chịu chết các ông ạ. Đỡ làm sao được.
Đang cái nhá, bên mình đang gọi là đang hơn một round rồi đấy. Gồng gánh lên hơn một round rồi đó. Cố lên. Trúng chân. Mẹ, cái thằng in game này nó đỏ thế nhở. Ma bắn toàn vào chân nó không à. Nó ngồi nguyên bắn nó cũng vào chân ạ. À. Đã thế lại được cái thằng hẻm B nó cover chứ. Lúc ở hẻm B nó cover hay quá. Ơ kìa, sao cứ cầm dao chạy ấy nhở. Anh em sao cứ cầm dao chạy ấy nhở. Chết rồi, còn mình ông này khả năng toang rồi. Ôi, kẹt rồi. Lại chạy về nhà. Ui, lại chạy ngược lại. Cứ chạy đi xong lại chạy lại anh em ạ. Hay lắm. Cái thằng S8 ra anh em. Ông kia ông bắn 08. Ác phết đấy. Thôi xong. Cứ chết là toàn rồi. Ông kia ông bắn 09 rồi. Nào. Đấy, anh em bắn mà cứ lúp, cứ thủ không này. Cứ đứng ở QB cắm mặt vào tường cơ ạ. Cứ chết các là tem thua luôn, toang luôn. Rồi, cái ông 010 kia, ông ấy out luôn rồi. Cái ông rượu 1993 à. Ông này bằng tuổi mình đấy. Đẹp ác vậy. Đẹp ác vậy trời. Trời ơi, vừa ấy hơn một round bây giờ là tôi chết hai round cái là thua luôn. Thua luôn hai round luôn anh em ạ. Lại thua ngược một round này. Ấy chà, sao cứ bắn vào chân đấy nhở. Cái gì ấy nhở. Cái gì mà sao toàn bắn vào. Ờ đùi vào chân mất được có tám mấy máu rồi ta. Quỳ được không anh em, cố lên anh em, cố lên. Đước B1 này. Ôi xong rồi, lại thua tiếp rồi. Khả năng trận này không win được rồi anh em ơi. Khả năng phải xem nào bắn chậm chậm lại một tí anh em ạ. À, bắn thế này chết tôi. Cầu B kìa. Ui kế này dễ bị ăn đục chết lắm nhờ. Kế kiểu kê tâm 1 xong phô nguyên cái lửa cái giữa cầu này dễ bị ăn đục lắm. Rồi ông nước B ông ăn luôn rồi. Rồi nước B kìa, nước B kìa, thấy cái đầu đó chưa. Ừ. Rồi xong luôn. Có vừa nước này. Cố lên anh em à. Khó nhờ. Game bắt đầu cảm giác khó rồi đấy. Mình rút ẩu phát nữa xem có gỡ gạt được tí nào không được. Này đối A1 nhá. Lên này. Gạt vô. Đó. Má tôi lên tôi làm toàn lượm 4-5 thằng không à. À. Đâu. Đây rồi. Má nó chạy luôn anh em ạ. Mình bắn nó thế mà nó cũng không thèm quay lại luôn. Bắn cũng hay đấy bạn ơi. 6 mạng luôn chứ. Cố lên. Bật được. Mới 11-12 thôi. 53 kin đã làm gì mà choáng váng hả em? Anh bắn gọi là 53 kin mà còn không gánh được team nè. Má cái team bắn căng quá. Trời ơi, ông rùa này ông vẩy tâm đùa chứ ông vẩy ghê thế. Làm 3 mạng luôn kìa. Má đang canh cầu mà ngoảnh ra vẩy phát hẻm B chết luôn ạ. Sợ thật đấy chứ. Trời ơi, team tôi thoát rồi, khả năng là toang trận này rồi. Lên 13 round rồi, team lại thoát hết này. 5 bắn 8. Bắn chậm lại nhá mọi người ơi. À, pha này tôi phải bắn chậm lại mới được. Pha này thua là phải bắn chậm này. Còn nếu mà thắng là tôi vẫn ép. Nếu mà team tôi thắng là tôi vẫn ép. Mà thua cái là phải bắn chậm lại ngay. Nhông quá. Rồi. Ép hẻm A với tao. Cứ là ép hẻm A thôi. Mấy hôm nay chơi cùng nhau à mà ok với ổ củng kia. Cái cầu A nó có buồng mê thuốc lú gì mà sao cứ thấy anh em ra cầu A ấy nhở. Hành lang bay của một này. Mà khó thế. Ui bê móc luôn này. Trời đất ơi. Má ơi cứu tôi. Có ai ở đó không? Cứu tôi cay. Cẩn thận nhá, một round nó thua đấy.
Ma lò thế nhở? Thôi. Đây, móc nhà này. Ma càng thế. Ui ôi. May thì mình dạt đúng cái tờn nó ngó hành nàng ấy, chứ nó cứ nghĩ đâu nó phải xuống nước rồi cơ. Thì ngó ra check thử thôi mà thấy nó còn đang đưa lưng anh em ạ. Thì không quá toang đấy. Ma lo một kề lì. Ê, có thằng này. Nó một kề lì của đây là toang này. Hay. Rồi rồi, cố lên, một round nữa, cứ hòa này, một round nữa này. Ai vẫn kê cái hành lang, nó có một thằng ở nhảy hành lang này. Có một thằng cầm nhân vật đế anh em ạ. Ui, cái tâm nó bé quá đấy anh em thấy không? Kể như mà cái tâm nó to ấy. Nước B. À, căng thế. Ui ôi, nước đông. À, chết tôi rồi. Cái như mà cái tâm của con này nó có tâm 2 ấy, nó bật to ra được ấy thì nó dễ chơi mọi người ạ. Cái tâm nó nhỏ quá. Cầu A móc này. Cái tâm nó nhỏ quá thành ra là bắn nhiều pha bắn không bắt người không có được ấy. Cầu B1 này. Ây à. Ma cắn nhỉ. Ma mình phải win round này mới được. Thôi bỏ mẹ đi anh em ơi. Ma mình định đinh ninh mình bắn cái cầu rồi, nhưng mà kiểu cái súng nó không được đục được ấy. Súng nó không đục được xong rồi nó kiểu là có một tâm ấy bắn khó ấy. Ma áp gần nó mà chơi thôi. Có một thằng cầu B nhá. Đâu rồi ta? Có một thằng cầu B đúng không? X2 xe à? Ok. À, càng nhờ. Khó thế. Bình tĩnh. C4 cái nha. Ê. AB luôn này. Thấy không? Anh em sau mà đặt C4 là đặt 6 cột đấy. Đỡ bị kiểu sợ bị nó đục. Nó đục bừa và anh em mà đứng mà trước cái cột mà đặt C4 vào cái thùng đỏ, sau thùng đỏ nó đục phát chết luôn đấy. Hay không? Nàng còn bay không? Bay lửa thôi xem nào. Con này chắc không dám bay rồi. Bắn chung kết là khả năng của này nó ấy rồi. Ui thơm quá nhở. Team mình hơn 2 người nhá. Lợi thế rồi anh em ơi. Hay. Rồi, anh em cứ giữ mạng đi. Đúng rồi. Đấy, bắn thế xem nào anh em. Hơn người. Từ từ để cho anh em nó bắt bớt đi đã, nếu anh em nó chết thì mình xử lý sau. Thật hẹp A móc nha. BX2 móc A lẹ. Lúc B1. Má mấy ông chat F2 đi hộ cái. Đầu A có này. Má vừa nghe tiếng súng hai thằng lụa đầu A luôn anh em ạ. Nghe một thằng tiếng súng nó ở cái hành lang chứ. Hay còn thằng đầu A. Win. 4v1 mà không win nữa thì thôi đấy chứ. Nghỉ game. À, trận này không bắt được mạng nào anh em ạ. 60 kin tròn. Bắt được thêm người nữa thì ngon. Nghe phốt nhầm quá. Nghe nó bắn ở hành lang rồi quay ra đầu A hai thằng. Win. Ok. Clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.